Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Tác phẩm Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Radio Góc Nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 145 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung của tập 145. Bắt đầu từ chương 389 đến chương 391 nha. Viên Minh lập tức đứng dậy, từ trong sương phòng tìm ra giấy bút. Dựa theo trí nhớ, nhanh chóng viết tên những ngọn núi trong thời khắc cuối cùng đã bộc phá ra pháp trận trong lần thử nghiệm trước của mình. Thường Thanh Phong, Thiên Hạ Phong, Ngộ Đạo Phong, Tình Lam Phong, tính luôn cả Linh Hình Phong của Thân Linh Vận, trong 21 ngọn núi Triều Thiên Tông ít nhất có 5 ngọn núi phản bội. Viên Minh nhìn chăm chăm văn tự trên giấy, câu mày có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trong Triều Thiên Tông đang hưng thịnh, vì sao lại có nhiều phản đồ như vậy? Nhất là hai ngọn núi Thiên Hạ và Ngộ Đạo. Trong giới thiệu của Tu La Thượng Nhân lưu lại, hai ngọn núi này đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ, địa vị trong tông có thể nói là dưới hai người trên vạn người. Tài nguyên tu hành trong tông cũng nghiêng về hai ngọn núi này, căn bản không có lý do gì phản bội tông môn. Huống chi mục đích bọn họ khởi xướng phản loạn thậm chí không phải là đoạt quyền, mà là vì diệt môn mà làm. Đối với bọn họ mà nói, con đường phản bội này hoàn toàn chính là không được gì, chỉ phí công vô ích, thậm chí còn mang lại tiếng xấu cho hậu thế. Mà khi Viên Minh chăm mối suy nghĩ không giải thích được, thì bên ngoài phòng thanh âm của Thẩm Bằng lại vang lên. Viên Minh thở dài, có chút bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ra, cùng với y khách sáo hai câu, hỏi một chút thời gian đội ngũ quan lễ của Ngũ Lôi Tông đến, rồi sau đó liền từ chối lý do thân thể không khỏe, rồi lại trở về trong phòng. Sau khi hắn sửa sang lại tâm tình một phen, liền lấy một tờ giấy tuyên thành, bắt đầu thôi diễn phương pháp phá giải cục diện. Căn cứ vào lần thử nghiệm trước của hắn, nguyên nhân căn bản khiến Triệu Thiên Tông bị diệt có 3 điểm. Một là phản đồ, hai là ngoại viện, ba là Nguyên Anh. Biện pháp giải quyết điểm thứ hai và thứ ba đều giống nhau. Viên Minh nhất định phải chạy đua với thời gian, tranh thủ trước khi Ngũ Lôi Tông và Bắc Minh Tán Minh đến, phải giải quyết vấn đề phản đồ, cưỡng ép bước ra cái lão già áo xám hiện thân. Đến lúc đó, Nguyên Anh lão tổ của Triều Thiên Tông lấy hai trời một, sau khi chém giết thì tất cả vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm Bằng vừa mới nói cho Viên Minh, đội ngũ lễ quan của Ngũ Lôi Tông sẽ đến sau 4 ngày. Bất quá lo lắng, có lẽ bọn họ đã âm thầm còn có mai phục nhân thủ, thời gian này còn có thể sớm hơn một ngày. Bởi vì Ngũ Lôi Tông cùng với Triều Thiên Tông cùng là tông môn thuộc Triệu Quốc, giữa hai tông môn thường có xung đột. Bởi vậy Ngũ Lôi Tông tuy rằng cách gần nhất, nhưng mà đội ngũ quan lễ luôn sẽ đến trước khi mà đại điển lập tông cử hành một ngày, để tránh rơi xuống uy nghiêm cho tông môn mình. Hiện giờ số lượng phản đồ mà Viên Minh giải quyết, từ một tên kết đan đã biến thành 5 tên kết đan, trong đó có lẽ còn càng nhiều thêm đệ tử trúc cơ cùng với luyện khí. Nếu chỉ trông cậy vào Trường Xuân Quan giúp hắn là không có khả năng. Biện pháp duy nhất vẫn là lấy được lòng tin của tông môn. Nghĩ tới đây, Viên Minh nhất thời cười khổ lên một tiếng. Lúc trước chỉ có mỗi một mình Thân Linh Vận, liền buộc hắn phải lấy thân ra mạo hiểm mới có thể vạch trần thân phận phản đồ. Hiện giờ lại có thêm 4 tên phong chủ kết đan kỳ, quyền cao chức trọng, lấy thân phận địa vị hiện tại của hắn ở trong tông, mặc dù có xuất ra nhiều chứng cứ hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng bị bọn họ đè xuống. Vì mình nhớ lại kế hoạch mình đặt ra đối với Thân Linh Vận, đột nhiên linh quang chợt lóe, phát hiện mình kỳ thật cho tới bây giờ đều lâm vào sai lầm, cũng như lại một manh mối đã bị mình xem nhẹ. Rất nhanh,
Tại động phủ trên đỉnh núi, Viên Minh lại một lần nữa đi bái phỏng vị sư phụ phản đồ này của mình. Bất quá lúc này đây, lại không có đề cập gì tới cái chuyện ác mộng. Sư phụ, đại điển sắp tới rồi, Linh Hình Phong chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt tiết mục đặc sắc gì á. Chấp sự đường bên kia phái người tìm đệ tử thúc giục mấy lần rồi, ngài xem cái này. Viên Minh cẩn thận hỏi. Thân linh vận tuy là hồn tu, nhưng vì không muốn bại lộ cũng sẽ không thường xuyên sử dụng năng lực hồn tu. Huống chi cường độ thần hồn của Viên Minh cũng không thua kém gì gã. Mặc dù không có thi triển thủ đoạn gì, nhưng mà nếu có người nào dò xét thì hắn vẫn có thể sớm nhận ra. Cho nên hắn cũng không lo lắng lời nói dối của mình bị thân linh vận dùng thủ đoạn hồn tu nhìn thấu. Quả nhiên, nghe Viên Minh nói, thân linh vận vẫn chưa có phát hiện ra chỗ nào không đúng, chỉ thuận miệng mà nói. Người nói với bọn họ, bản phong sáng lập không lâu, nhân thủ không đủ, lần này đại điển tạm thời không tham dự, chờ lần tới nói sau đi. Đệ tử chính là nói với họ như vậy đó, nhưng mà bọn họ vẫn liên tục kêu ta đi hỏi ý kiến của ngài một chút. Ngài xem có thể cho đệ tử cái gì đó làm bằng chứng không, cũng để chứng minh cho bọn họ thấy đây là ý tứ của lão nhân gia ngài. Viên Minh nói. Thân linh vận hơi trầm ngâm, gật gật đầu, tay phải vừa mới nhắc lên, một quả lệnh bài liền bay đến trong tay của Viên Minh. Ngươi cứ cầm lệnh bài này đi, mặt khác trước khi đại điển bắt đầu, ta cần bế quan một đoạn thời gian, trừ phi có phong chủ khác tới tìm ta, nếu không tất cả những việc vặt ngươi cứ lấy thân phận của ta mà đi xử lý đi. Thân linh vận dặn dò. Viên Minh tiếp nhận lệnh bài, cung kính chắp tay bái một cái, rồi chậm rãi rời khỏi động phủ. Sau đó hắn liền một khắc cũng không ngừng, vội chạy tới chấp sự đường, tìm tới đệ tử tục sự, được điều tới đảm nhiệm việc trông coi khố phòng. Vị sư huynh này, ngươi còn nhớ bộ dáng đệ tử lần trước cầm khối lệnh bài này tiến vào kho tình báo không hả? Vì mình lấy lệnh bài ra, lắc lư. À, cái này, ta nhớ rõ ánh mắt của hắn rất là nhỏ à. Đệ tử trong coi khố phòng nhớ lại chi tiết tướng mạo người nọ. Viên Minh ở bên cạnh nghe nói thì đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần niệm phát họa ra chân dung của người nọ. Ngươi nhìn xem, hắn có giống như vậy không? Viên Minh đưa ngọc giản vẽ chân dung cho đệ tử trong coi xem. À đúng rồi, à chính là người này nè. À cha cha, à sư huynh, kỹ thuật vẽ của người thật đúng là tinh diệu tuyệt luân ngang. Chỉ nghe ta nói một chút như vậy đã có thể vẽ giống y hệt rồi. Đệ tử trông coi nhìn thấy chân dung, nhất thời khen không dứt lời. Viên Minh cười cười thu hồi ngọc giản, sau đó liền ngựa không dừng vó liên lạc với Thẩm Bằng. Thẩm sư huynh, ta muốn nhờ giả ngươi giúp ta tìm người. Nửa ngày sau, tại Tú Kiệp Phong, đệ tử tục sự Đào Văn Long bận rộn sau một ngày làm việc. Lúc trở về nơi ở, cũng không đi đường lớn, mà chọn một con đường nhỏ trong núi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp hai bên. Tú Kiệt Phong xếp hạng cuối cùng ở trong 21 ngọn núi Triều Thiên Tông. Lúc trước khi mà phân phó nhiệm vụ, trong lòng Đào Văn Long còn có một chút oán giận, cảm thấy năng lực của mình cũng không có kém, mà lại bị phân phối đến một nơi quỷ quái như vậy, căn bản không lập được công lớn gì. Nhưng mà ở nơi đây đã lâu, y ngược lại đối với cảnh sắc nơi này có vài phần lưu luyến. Trước đó không lâu, cấp trên lại liên hệ với y, phái y đi làm rõ một tình báo quan trọng mà Triều Thiên Tông ngoài ý muốn đã thu hoạch được. Vốn tưởng rằng đó là một nhiệm vụ lớn, nhưng mà không nghĩ tới Triều Thiên Tông cũng không quan tâm tới tầm quan trọng của tình báo kia như thế nào, chỉ lưu trữ vào kho tình báo bình thường. Hắn dựa vào lệnh bài cấp trên đã chuẩn bị, nhẹ nhàng mà dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, tăng thêm một ít công lao. Lúc đó hắn liền ý thức được, làm nhiệm vụ nằm vùng chính là phải chọn những địa phương không bắt mắt. Nếu là nằm vùng ở những ngọn núi xếp hàng đầu kia, tuy có cơ hội lập được đại công, nhưng mà có lẽ mỗi ngày đều phải hãi hùng lo lắng xem mình có nguy cơ bại lộ hay là không, và cũng không có khả năng nhập được nhiệm vụ thoải mái như thế này. Đào Văn Long nhìn cảnh sắc hai bên, nhìn những cây cổ thụ cao vút trong mây, bỗng nhiên có chút cảm khái. Cảnh đẹp lắng động ngàn năm như vậy, ít ngày nữa sẽ chiến hỏa đốt hết.
cũng không biết sau khi đại chiến, ở nơi này còn lưu lại bao nhiêu cổ thụ phồn hoa, không biết còn được bao nhiêu cây có thể đứng vững vững mà không ngã. Đào Văn Long lắc đầu thở dài một hồi, chậm rãi đi ra khỏi con đường nhỏ, đi tới trước chỗ ở. Vừa đẩy cửa ra thì lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Đào Văn Long, người đã xảy ra chuyện rồi, đi theo chúng ta một chuyến. Thân thể Đào Văn Long cứng đờ, chán trong nháy mắt đã mồ hôi lạnh nhỏ xuống, ý niệm trong đầu chuyển động gấp gáp. Một lát sau liền mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng, xoay người đồng thời nặn ra một nụ cười, chắp tay nói. Hiểu lầm, mấy vị sư huynh có phải là tìm nhầm người hay không vậy? Ta ngày thường an phận thủ thường, cũng không có làm chuyện xấu gì. Ở phía sau hắn, mấy gã tu sĩ trúc cơ sống phai mà đứng. Cầm đầu là một thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn. Bởi vì có lệnh bài cấp trên ban cho nên Đào Văn Long đã nhận ra hắn. Biết hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của hình Linh Hình Phong, tên là Chân La, trong lòng vội hô không ổn. Bên kia, Viên Minh nhìn ngọc giản trong tay, xác nhận hắn chính là người trong coi khố phòng, liền lạnh lùng cười. Không sai được, chúng ta tìm chính là tìm ngươi. Về phần làm cái gì, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn đã biết rõ rồi chứ. Nói đi, là ai đã sai ngươi làm như vậy? Ngươi là người thuộc thế lực bên nào? Ngũ Lôi Tông hay là Bắc Minh, Tán Minh? Nghe vậy, người bên cạnh của Viên Minh từ hồ có chút nghi hoặc. Nhưng mà nghe được Viên Minh trong miệng phun ra bốn chữ Bắc Minh, Tán Minh, thì Đào Văn Long lúc này thân thể hơi run rẩy, trên trán mơ hồ có mồ hôi thấm ra, căn bản không có nhận ra sự khác thường của những người đó. Chàng sư huynh, anh người đã nói cái gì vậy chứ? Sư đệ ta như thế nào có chút nghe không hiểu à? Đào Văn Long nói xong hơi lưu về phía sau hai bước, tiếp theo liền đột nhiên giơ tay lên, một tấm phù lục trong nháy mắt đã đánh ra, ở trước mặt của mọi người bộc phát ra bạch quang cực kỳ chói mắt. Nhưng mà Viên Minh đã sớm có chuẩn bị, cơ hội ngay khi Đào Văn Long đánh ra phù lục này thì tay phải của hắn lật một cái, một phương trận bàn liền rơi vào trong lòng bàn tay. Theo hắn bấm quyết thì đồng thời khi ánh sáng trắng nổi lên, tám sợi dây ánh sáng màu xanh trong nháy mắt từ dưới đất mà chui ra, bạch quang rất nhanh bị tản đi. Khi những tu sĩ trúc cơ khác lại một lần nữa mở mắt ra, đã thấy rõ cảnh tượng ở bốn phía, lại phát hiện giữa không trung Đào Văn Long đã bị tám sợi dây thần gắt gao cuốn lấy, đang không cam lòng mà rống giận. Các người làm cái gì? Ta trong sạch, các người vu oan hãm hại ta. Khó trách chân sư đệ ngươi đặc biệt kéo chúng ta tới chợ chỗ này, thì ra đã chuẩn bị trận pháp từ trước rồi. Bên tay phải của Viên Minh, một gã tu sĩ trúc cơ thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu xanh đậm, kinh ngạc nói. Chỉ là thói quen chuẩn bị trước để tránh tai họa mà thôi. Vốn không nghĩ sẽ dùng tới, hiện tại xem ra Đào Văn Long này đã cất giữ bí mật ngược lại so với tưởng tượng của ta còn sâu hơn. Chỉ sợ tội của hắn phạm phải cũng không chỉ là giả mạo lệnh bài phong chủ rồi. Viên Minh cười cười nói. Sau khi điều tra thân phận của Đào Văn Long, Viên Minh liền lập tức tìm thấy người của hình phạt đường, xuất ra lệnh bài của thân linh vận cho bọn họ xem, nói là phụng mệnh sư phụ làm việc, cũng nói rõ tội ác của Đào Văn Long, lúc này mới dẫn theo mấy vị chấp sự trúc cơ của hình phạt đường tới. Vừa rồi mới nói chuyện với hắn chính là chấp sự hình phạt đường tên là Cố Chí Bình. Đúng vậy á, bất quá chân sư đệ, ngươi vừa rồi vì sao lại nói hắn là người của Ngũ Lôi Tông hay là Bắc Minh Tán Minh? Làm sao ta có cảm giác giống như là biết trước vậy? Bên tay trái của Viên Minh thẩm bằng tò mò hỏi. Ta chỉ là cảm thấy những việc hắn đã làm cũng không giống với đệ tử bản tông có thể làm, nên mới lừa gạt hắn một chút, muốn nhìn xem hắn có phải là nằm dùng của thế lực khác tới hay không. Không nghĩ tới cơ nhiên thật đúng là ta bắt được rồi. Viên Minh lập tức đem lý do sớm đã tập luyện mấy lần nói ra. Những cái lời này tự nhiên không chỉ nói cho Thẩm Bằng nghe, cũng là nói cho Cố Chí Bình và một đám đệ tử hình phạt đường nghe. Nếu không cử chỉ hành vi của mình quả thật có chút đột ngột, mà nếu là đợi đến lúc mọi người hoài nghi chính mình mới nói ra cái lý do này thì tự nhiên sẽ không có hiệu quả, giống như là bây giờ tùy ý nói thẳng. Thẩm Bằng liên tục gật đầu,
Trong ánh mắt nhìn Viên Minh có thêm một tia sùng bái, tự nhiên không có tiếp tục truy vấn. Kết quả là Viên Minh liền theo đám người Cố Chí Bình áp giải Đạo Văn Long trực tiếp về hình phạt đường, cũng lập tức bắt đầu khẩn trương thẩm vấn. Với sự bức bách của các loại đan dược phù lục cùng pháp khí tra tấn, Đào Văn Long rất nhanh liền mở miệng, một năm một mười đem tình báo mà mình biết được đều nói ra hết. Người nói hắn cũng không phải là Đào Văn Long thật sự, mà là thông qua thuật pháp cùng với dịch dung để thay thế thân phận tán tu của hắn sao? Bên trong hình phạt đường, Viên Minh nghe Cố Chí Bình tóm tắt kết quả thẩm vấn, nhất thời có chút kinh ngạc. Không sai, bản thân hắn chỉ là một tán tu thuộc về Bắc Minh Liên Tán Minh. Lần này lén vào tông môn của ta là vì một nhiệm vụ nào đó, nhưng mà người tuyên bố nhiệm vụ cũng không nói cho hắn biết mục đích cụ thể là nhiệm vụ gì, chỉ là để cho hắn lấy thân phận Đào Văn Long khiêm tốn nằm dùng, nếu cần mới liên lạc với hắn. Cố Chí Bình nói như thế, hắn cứ mạo danh thế thân như vậy, cái sư huynh đệ của Đào Văn Long chẳng lẽ không phát hiện gì khác thường sao? Viên Minh nhíu mày nói, Đạo Văn Long này tính tình tương đối là quái gở, ngày xưa bằng hữu cũng không có nhiều lắm, huống hồ sau khi hắn lẻn vào cũng không có bất kỳ hành động dị thường nào, mỗi ngày ăn phận thủ thừa, cơ hồ chưa từng rời khỏi Tú Kiệt Phong. Nếu không phải là bị chân sư đệ ngươi phát hiện dùng hắn dùng lên bài giá, chỉ sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn đã đổi thành người khác rồi á. Cố Chí Bình bất đắc dĩ nói, vậy chuyện hắn trộm lên bài tiến vào kho tình báo đến tục cùng là có chuyện gì chứ? Viên Minh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, truy hỏi. Hình như là vì tiêu quỷ một phần kỳ dân nào đó, căn cứ cái lời của hắn nói, nội dung là một lần trải nghiệm của Thôi sư đệ, một đệ tử của trường Nhạc Phong. Hắn cùng một vị tán tu hảo hữu ra bên ngoài tìm dược thảo, kết quả gặp phải một đầu yêu thú cấp 3, hai người tranh nhau chạy trốn chết. Kết quả chỉ có mỗi một mình Thôi sư đệ còn sống để quay trở về. Giống tưởng rằng việc này cứ như vậy mà chấm dứt, nhưng mà qua mấy ngày sau, Thôi sư đệ lại nhìn thấy cái vị hảo hữu kia của mình hoạt động như là người bình thường, chỉ là tính cách trở nên hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Chỉ nhớ cũng có chút thiếu sót, trong lòng của hắn có nghi hoặc, sao nhiều lần tìm hiểu đã phát hiện cái vị hảo hữu kia kỳ thật đã chết rồi, chỉ là thi thể của hắn đã bị một loại quái trùng ký sinh, lúc này mới giống như là sống lại á. Cố Chí Bình nói xong, chính mình cũng có chút ý tứ chật chật, lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà Viên Minh nghe xong thì lại nghi hoặc. Đây là tình báo mà Bắc Minh Tán Minh không thiết vận dụng ám tử muốn phá quỷ sao? Nghe có vẻ như là không có gì để quan tâm ha. Đúng vậy á, ta cũng đang buồn bực đây, cho nên phái người đi tìm Thôi sư đệ kia. Hay da, người thấy đó kìa, mọi người đã trở về rồi kìa. Cố Chí Bình nói xong, bỗng nhiên thấy có một người vội vàng đến, liền cười cười, vẫy tay với hắn ta. Anh Cố sư huynh, anh ta đi trường Nhạc Phong hỏi thăm một vòng, bọn họ đều nói là Thôi sư đệ một tháng trước đã rời khỏi tông môn, đến nay vẫn chưa có về á. Người tới sắc mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, Cố Chí Bình và Vi Minh sắc mặt đều trầm xuống, trong lòng đã biết cái vị Thôi sư đệ này, vì chuyện không nên biết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Cố sư huynh, vì này xem ra còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ đó. Chúng ta nên lập tức thông báo cho phong chủ của Quý Phong để tránh gây thành đại quả nha. Viên Minh lúc này nói như thế. Cái này không hay lắm đâu. Chúng ta mặc dù bắt được kẻ nằm dùng, nhưng cũng chỉ là một con cá nhỏ. Hơn nữa dù sao hiện tại cũng không tra được tin tức mấu chốt gì. Hơn nữa hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt của lễ hội tông môn, tùy tiện quấy rầy lão nhân gia ngài có lẽ sẽ trách cứ chúng ta làm việc bất lợi á. Trong giọng nói của Cố Chí Bình rõ ràng có một chút không tình nguyện. Viên Minh đang muốn khuyên nhủ thì đột nhiên thấy Thẩm Bằng từ bên ngoài đi tới, phất tay cầm ngọc giản. Ở chân sư đệ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Ở trong 21 ngọn núi, ngay cả linh hình phong của ngươi, tổng cộng có 5 ngọn núi chôn giấu trận pháp kỳ lạ này. Ta đã mời hảo hữu trận phụ đường hỗ trợ phân tích trận pháp, phỏng chừng rất nhanh có thể biết được tác dụng của nó. Thẩm Bằng mặt mày hớn hở nói, trong ngữ khí còn mang theo vài phần hưng phấn. Vi Minh giả vờ kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản,
Tiếp theo thần sắc liền nghiêm túc hẳn lên. Cố sư huynh, bên ta lại phát hiện có tình báo mấu chốt, tình thế khẩn cấp rồi. Xin lập tức liên hệ với phong chủ Quý Đường, nếu có tội toàn bộ cho một mình ta gánh vác. Viên Minh nói với giọng điệu không thể cự tuyệt. Cố Chí Bình tự hồ cũng nhận ra một tia không thích hợp, do dự một lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu, lấy ra truyền âm phù. Không bao lâu, phong chủ Thính Đạo Phong là địch đạo từ trên trời giáng xuống, sải bước đi vào hịch phạt đường. Viên Minh sớm tìm hiểu tướng mạo của 21 vị phong chủ, thấy hắn đến còn chưa kịp để cho Cố Chí Bình tiến lên bẩm báo thì liền đã lập tức tiến lên nghênh đón. Địch sư thúc, ta là đệ tử thân truyền của Linh Hình Phong Trần La, có việc quan trọng phải bẩm báo với ngài. Viên Minh cung kính nói. Địch đạo nhướng mày, tư hồ có chút bất mãn. Cố Chí Bình thấy tình hình này thì lập tức tiến lên, nói rõ Viên Minh chính là bắt được người nằm vùng ở trong tông môn. Chuyện nằm vùng, địch đạo đã biết được đại khái trong chuyện âm phụ, biết được là Viên Minh lập công, thái độ nhất thời hòa hoãn không ít. Hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn nói chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử mấy ngày nay ở trong tông môn phát hiện ba chuyện dị thường. Thứ nhất là chuyện nằm vùng trộm linh bài, thứ hai là sư phụ của đệ tử ở trong động phủ cùng với một lão nhân áo đen khí thế quỷ dị nói chuyện với nhau. Đệ tử trong lòng có bất an, liền tự mình đem bức họa của người nọ ghi lại, hiện giờ đặt ở trong khối ngọc giản này. Thứ ba là đệ tử ở trong Linh Hình Phong phát hiện có một đạo trận pháp đặc thù bao phủ cả ngọn núi, không biết là do người nào bố trí. Đệ tử cũng đã ghi nhớ đó, sau đó cũng phát hiện trận pháp tương tự ở bốn ngọn núi khác, dường như là có cùng xuất xứ ở một nơi á. Viên Minh nhanh chóng nói, trong tay cũng theo đó đưa ra hai khối ngọc giản. Hắn nói ba chuyện này tách ra mà xem thì cũng không có gì đáng chú ý, nhưng mà một khi liên kết lại, suy nghĩ kỹ liền có thể lĩnh ngộ ý tứ mà hắn đang ám chỉ. Nghe xong lời hắn nói, địch đào câu mày đánh giá Viên Minh một lát, vẫn tiếp nhận ngọc giản. Nhưng mà sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của lão giả trong ngọc giản, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp, linh quang màu lam rơi vào trên người của Viên Minh, trong nháy mắt liền hóa thành xiềng xích khóa tay chân Viên Minh lại. Hành động của hắn làm cho tất cả mọi người ở nơi đây chấn động. Viên Minh mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà thấy địch đạo quyết đoán như vậy cũng không khỏi có một chút kinh ngạc. Đệ tử Đầu Phong nghị định, trước khi ta trở về, các ngươi cần phải nghiêm ngặt trông coi Chân La, không được để hắn đi khỏi, cũng không được trà khẩu. Địch đạo lớn tiếng phụ thêm một câu, sau đó liền vội vàng rời khỏi hình phạt đường, thân hình hóa thành một đạo độn quang chạy thẳng đến ngọn núi cao nhất của Triều Thiên Tông. Mọi người thấy địch đạo vội vàng rời đi, nhất thời đều có một chút không hiểu. Chỉ có Viên Minh biết chuyến đi này của hắn là để bẩm báo tình huống với Nguyên Anh lão tổ, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hướng Cố Chí Bình chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tiếp theo sẽ làm phiền Cố sư huynh, không biết trong đường có phòng nào yên tĩnh hay là không, cũng tiện cho sư huynh trông coi. Sau nửa đêm, tại ngọn chủ phong của Triều Thiên Tông, hai vị lão tổ Nguyên Anh kỳ quanh năm bế quan không ra, đột nhiên hiện thân, triệu tập 21 phong chủ đi tới ngọn núi phong nghị sự. Hội nghị vẫn kéo dài cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Khi mà tia sáng ánh mặt trời đầu tiên rơi vào trong Triều Thiên Tông, thì cửa lớn đóng chặt của đại điện chủ phong bỗng nhiên mở ra. Nhưng mà 21 vị phong chủ lần thứ hai từ trong đại điện đi ra cũng chỉ có 16 vị. Cùng lúc đó, ở bên trong hình phạt đường, đường chủ đã nhận được truyền lệnh của địch đạo, cũng thả Viên Minh ra. Viên Minh lại một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời. Khi biết được sư phụ của mình cùng với bốn vị phong chủ khác đều bởi vì nói năng lỗ mãng mà bị phạt quay mặt vào tường kiểm điểm lại lương tâm của mình, tại trong ngọn chủ phong khiến hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng mà nửa canh giờ sau, hắn phát hiện mình vẫn chưa rời khỏi ảo trận, ý cười trên mặt liền không còn một chút nào sót lại. Tại sương phòng trong Linh Hình Phong, Viên Minh câu mày đi qua đi lại trong phòng, suy tư có thể xuất hiện sơ hở gì chăng. Trải qua một phen nỗ lực của hắn, đại bộ phận nhân tố bất lợi ở trong trận chiến tiêu diệt Triều Thiên Tông đều đã bị diệt trừ,
Duy nhất còn lại có lẽ là chỉ có lão giả áo xám thần bí đứng đầu phản loạn kia. Nhưng người nọ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng không thật sự để cho mình, chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đi giải quyết hắn chứ. Vi Minh thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bức tranh treo trên tường. Trong bức tranh, thân linh vận một thân trường bào trắng tinh, ánh mắt như nước, nhu hòa mà lại trong suốt. Nụ cười trên mặt lại ấm áp như là ánh mặt trời ngày đông ấm áp. Ở trước người của hắn, Chân La mặc một bộ y phục cũ nát quỳ xuống lễ bái. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt, giống như là vừa mới trải qua một hồi thống khổ, khó có thể nói thành lời. Hai người trong tranh đang ở trong bối cảnh khác nhau, một sáng một tối đối lập. Tư hồ mờ mịt biểu đạt khát khao cùng với khát vọng sâu trong nội tâm của tu sĩ. Góc dưới bên phải bức tranh có viết tiêu đề bức tranh này, chỉ có hai chữ: sư phụ. Viên Minh nhìn chăm chú vào bức tranh, chỉ cảm thấy trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Ký ức hỗn loạn từ sau khi tiến vào trong ảo trận ùn kéo đến, cuối cùng hoàn toàn sâu chuỗi lại. Thân linh vận vẫn là hồn tu, lại gọi lão giả áo xám là sư tôn. Nhưng mà từ chuyển động lần trước của lão giả áo xám xuất thủ mà xem, thì lão ta cũng không phải là một hồn tu. Vậy công pháp hồn tu của thanh linh vận là ai cho? Chẳng lẽ nói là kỳ ngộ đạt được chăng? Nhưng mà pháp hồn song tu gian nan biết là bao nhiêu. Bản thân của Viên Minh cũng là dựa vào Thâu Thiên Đỉnh, cộng thêm rất là nhiều cơ duyên mới có thể miễn cưỡng đi đến một bước này. Thân linh vận vừa mới nằm vùng ở Triều Thiên Tông lại giấu giếm thân phận hồn tu với lão giả áo xám. Hắn lấy đâu ra tài nguyên nuôi dưỡng chính mình mà đi đến một bước này? Ngoài ra, tình báo mà Bắc Minh Tán Minh đặc biệt phái người tiêu hủy, bất quá chỉ là nhắc tới một loại yêu thú đặc thù. Vì sao phải trả giá lớn như vậy đem nó mà đi xóa? Nếu như đem vấn đề này cùng hai chữ hồn tu liên hệ với nhau, hết thảy vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Thủ đoạn của hồn tu, nếu bỏ qua chiêu bài thuật pháp như là ảo thuật, thì từ bản thân mà nói, kỳ thật đều là mở rộng tầng hồn hóa hình. Nếu biết vật hóa hình của một hồn tu là gì, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn suy đoán được năng lực cụ thể của hồn tu, nhưng mà ít nhất cũng có thể hiểu được đại khái phạm vi năng lực. Như huyết dơi của Sa Đạo và Đại Trưởng Lão, đặc biệt nổi bật chính là âm ba, mà quả hồn của Viên Minh lại lấy năng lực viễn du làm mấu chốt. Tình báo Bắc Minh Tán Minh muốn xóa đi tình báo này, có lẽ là ngầm ẩn chứa tin tức của một nhân vật mấu chốt nào đó. Viên Minh ý thức được điểm này, lúc này cũng không nói hai lời, trực tiếp lao ra khỏi sương phòng, vô cùng lo lắng chạy tới hình phạt đường, lại tìm tới Cố Chí Bình, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Cố Chí huynh, kính xin giúp ta thông báo một tiếng cho địch sư thúc, ta có việc quan trọng bẩm báo." Cố Chí Bình nghe vậy há hốc miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì bên cạnh hai người có một bóng người từ trên trời giáng xuống, độn quang thu liễm, hiện ra thân ảnh của Địch Đào. "Tìm ta có chuyện gì?" Địch Đào xuất hiện, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, một tia gió cũng không nổi lên, bình thường giống như là quỷ mị. Trên thực tế, động phủ của Chân La sớm đã có người phái đến âm thầm giám thị, chỉ cần Viên Minh đi lại một chút đều sẽ lập tức có người đem hành tung của hắn báo cáo cho y. Mà từ sau khi Viên Minh xuất hiện ở bên ngoài hình phạt đường, còn cách mấy trăm trượng, y đã dùng thần thức tập trung trên người của Viên Minh. "Địch sư thúc, xin hỏi các lão tổ hiện tại có rảnh hay là không? Về phần lão giả áo xám, đệ tử có tin tức trọng yếu phải giáp mặt nói rõ." Viên Minh bất chấp so đo vì sao Địch Đào lại xuất hiện nhanh như vậy, lập tức nhanh chóng nói. Lời này vừa mới nói ra thì Cố Chí Bình mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Viên Minh mang theo vẻ mặt khó có một chút phức tạp. Phải biết rằng ngày xưa, cho dù là phong chủ của các phong muốn bái kiến hai vị lão tổ Nguyên Anh Kỳ cũng không phải nói gặp là có thể gặp, huống chi bọn họ chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ. Hôm nay Viên Minh mở miệng muốn bái kiến lão tổ, nói vẫn là hợp tình hợp lý. Địch Đào cũng là thần sắc khẽ động, lại một lần nữa tinh tế đánh giá Viên Minh một lát, liền gật gật đầu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của y, Viên Minh một mình đi vào trong đại điện sư tổ ở ngọn chủ phong của Triều Thiên Tông. Lần đầu tiên đối mặt gặp được Nguyên Anh lão tổ của Triều Thiên Tông. Dưới đại điện rộng lớn mà trang nghiêm, trên một đài cao có hai bộ cờ màu vàng kim vây quanh.
giờ phút này đang ngồi xếp bằng chính là một lão giả mặc đạo bào màu trắng, râu tóc đều trắng. Lão giả giờ phút này đang đưa lưng về phía đại môn, nhắm mắt điều tức, hai tay ở trước người kết ấn bấm tử ngọ quyết. Một cây phất trần tùy ý dựa vào một bên đầu vai, thoạt nhìn không khác gì lão đạo sĩ bình thường ở trong các đạo quán phàm tục. Bẩm lão tổ, đã mang trần là tới. Địch Đào hành lễ với lão giả, nói: đệ tử Chân La bái kiến lão tổ. Vì mình cung kính nói: sư đệ của ta tuy nói là đầu óc không được tốt, nhưng thiên tư lại là không cần nghi ngờ. Chưa kể hắn cẩn thận, thủ đoạn cũng thập phần tàn bạo. Người nói ngươi là trong lúc vô tình bắt gặp, sao lại còn có thể sống sót vẽ ra bức họa? Chẳng lẽ hắn đã thay đổi tính tình? Lão giả đào bào xoay người tựa tí phi tiếu nhìn Phi Minh một cái. Chẳng lẽ sư đệ của lão tổ nhắc tới chính là... Vi Minh giả vờ không biết, hơi ngẩn ra, nói: không sai, chính là vị lão giả mặt đàm với sư phụ của người đó. Lão giả đào bào gật gật đầu nói: không dám được gạt lão tổ, đệ tử quả thật là có một chút thủ đoạn không tầm thường. Chỉ là vô luận đệ tử như thế nào, việc bảo vệ tông môn vẫn nguyện ý không thay đổi. Vi Minh lúc này mới đáp. Lão giả đạo bào không nói, nhìn chăm chăm Vi Minh đánh giá nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu. Không sai, nếu đệ tử bản tông đều giống như ngươi, ta cũng có thể yên tâm bới sinh tử quan, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này ra mặt nữa. Vi Minh trong lòng kinh hãi, cảm thấy thái độ của lão đạo có một chút bất đồng với suy nghĩ của mình. Nghe địch đạo nói về sư đệ bất thành khí của ta, người có phát hiện cái gì sao? Không đợi Viên Minh suy tư rõ ràng, lão giả đạo bào lại mở miệng hỏi. Nghe vậy, Viên Minh lập tức gật đầu, đem một ít biểu hiện cùng với suy đoán của mình đã sớm chuẩn bị tốt về thân linh vận, ngày thường trong lúc lơ đãng nói ra. Những biểu hiện này tự nhiên phần lớn đều có liên quan đến hồn tu, dù sao mình đối với hồn tu vẫn là quen thuộc nhất. Về phần thanh linh vận, có thật sự là có làm hay là không cũng không có quan trọng. Chỉ cần lão tổ có thể từ đó mà phán đoán ra thân phận hồn tu của thanh linh vận là được. Hiện tại hắn bất quá chỉ là một chút cơ, đối mặt với Nguyên Anh, thay vì nghĩ hết biện pháp bịa đặt lời nói dối, không bằng thẳng thắn nói ra chân tướng, ngược lại càng thêm đáng tin một chút. Quái trùng khiến người ta chết để sống lại, hồn tu lấy vật này làm vật quá hình, chẳng lẽ... Chân mày lão giả đạo bào đột nhiên nhíu lại. Đệ tử lúc trước ở trong lòng còn có nghi quặc, nhưng không biết là vì sao trong tông đã có nhiều phản đồ như vậy xuất hiện. Mới đầu còn tưởng rằng giống như là Đào Văn Long ngụy trang mà tới, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, bọn họ có lẽ chính là bị hồn tu ẩn giấu sau lưng kia khống chế tâm thần, đây mới là kẻ địch của tông môn ta đấy. Vì mình nói thêm, lão đạo bào dường như là có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nhưng mà không nói gì nữa. Đúng rồi, lão tổ, bản công pháp này cũng là tìm được từ trong động phủ của thanh linh vận không lâu trước đây. Ta lúc ấy không dám nhìn nhiều, chỉ là cắt lại một phần nhỏ, mời lão tổ xem qua. Vì mình thấy vậy, một tay đảo ngược, trong lòng bàn tay nhiều ra thêm một cái ngọc giản. Lão giả đạo bào một tay vung lên, thần thức đảo qua rơi vào trong ngọc giản, thần sắc nhất thời khẽ động. Địch Đào, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lão giả nói với Địch Đào đồng dạng đang chờ ở phía dưới. Địch Đào hơi chần chừ, nhưng mà cũng không có dám cãi lời lão tổ, nhìn Vi Minh một cái liền cáo từ rời đi. Lão giả không nhìn Vi Minh nữa, cũng không nói gì nữa, chỉ là môi khẽ động, nhưng mà không phát ra thanh âm, tự hồ là đang truyền âm cho ai đó. Vi Minh cũng không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu không quan tâm, cung kính chờ đợi. Nội dung trong ngọc giản kỳ thật là trích từ phần mở đầu của Hoán Tâm Quyết. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng mà có thể làm cho người ta nhận ra. Ở trên đây, thực tế chính là một bộ môn công pháp hồn tu, có chút không tầm thường. Dù sao mục đích của mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Tu La Thượng Nhân là được.
về phần có một số việc không cần phải quá mức nghiêm túc. Sau nửa nén nhang, một nữ đồng áo đỏ đi vào trong đại điện, chính là một vị lão tổ nguyên anh khác của Triều Thiên Tông. Nàng có một chút tò mò, hai mắt nhìn Viên Minh, tiếp theo liền tùy tiện nói với lão giả đạo bào: "Hey, Lữ sư huynh, thật đúng là đã đoán đúng rồi. Tàn hồn của bọn họ quả thật bị người ta động tay động chân rồi, chỉ là phát hiện hơi muộn, bằng thủ đoạn của chúng ta chỉ sợ không giải quyết được rồi." "Đáng tiếc, vậy không cần phải giữ lại nữa, người đi xử lý đi." Lão giả đào bào gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh giống như là bóp chết một con sâu. Nghe vậy, nữ đồng áo đỏ từ hồ cũng không có kinh ngạc, gật gật đầu rồi lập tức rời đi. Cùng lúc đó, lão giả đào bào cũng nhìn về phía Viên Minh, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, liền chậm rãi nói: "Có phải cảm thấy thủ đoạn của ta quá mức tàn bạo không hả?" "À, dạ đệ tử không dám, chỉ là sư tổ, tiểu sư thúc bọn họ ngày thường cũng vì tông môn cống hiến rất nhiều, nếu đã biết rõ phản bội cũng không phải là ý định của bọn họ, vì sao không thể đem bọn họ nhốt ở trong ngọn chủ phong rồi từ từ tìm biện pháp giải quyết hả?" Viên Minh chăm chút từng câu, cẩn thận nói: "Bởi vì bọn họ cũng không chỉ là bị khống chế đơn giản như vậy, ta cũng chỉ là giúp bọn họ giải thoát mà thôi. Ngươi vừa rồi suy đoán là đúng, quá thật là có một hồn tu như vậy với tu vi không thấp, thần hồn quá hình của hắn chính là phệ hồn đĩa làm nguyên hình. Hắn đã thành danh vào trăm năm trước, từng khiến cho các đại tông môn Trung Nguyên liên thủ tiêu diệt, kết quả vẫn là để cho hắn may mắn trốn thoát được tính mạng. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tìm tới Triều Thiên Tông ta, xem ra tin tức về linh bảo ở hải ngoại cuối cùng vẫn bị sư đệ ngu xuẩn của ta tiết lộ ra bên ngoài rồi." Lão giả đạo bào thổn thức thở dài nói như thế: "Sư tổ nói người nọ là?" Viên Minh tò mò hỏi: "Tên thật của người này thì không có ai biết, chỉ biết tự xưng là Lục Dục Tôn Giả, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, một thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quỷ dị nhất đương nhiên là một chiêu ký hồn." Lão giả đào bào trong mắt mang theo vẻ hồi ức nói: "Ký hồn, phệ hồn đĩa." Viên Minh nghe vậy nhíu mày: "Hắn sẽ đem thần hồn của mình phân liệt thành mấy con đĩa dài ngắn cỡ ngón tay út, sau khi chôn nó vào thần thức của người khác, vừa có thể không ngừng hấp thu hồn lực của người nọ, lại có thể âm thầm thay đổi tâm trí, làm cho kẻ đó trở thành khôi lỗi thủ hạ của Lục Dục. Mấu chốt nhất chính là mỗi một con đĩa hồn đều có thể bị hắn chuyển hóa thành chủ hồn. Trong quá trình, trong nhiều lần như vậy công kích thì hắn từng nhiều lần thi triển chiêu này, từ trong thiên đà địa giống mà chúng ta bày ra đã đào thoát." Lão giả đạo bào nhớ lại tình cảnh năm đó, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ: Lại có năng lực quỷ dị như vậy sao? Vậy hắn chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không chết sao chứ?" Viên Minh kinh ngạc thốt ra: "Ở trên đời này làm gì có người vĩnh sinh bất tử, cho dù là thời thượng cổ có tồn tại luyện hư cảnh cũng không chịu nổi thọ nguyên, lại càng không phải nói hắn chỉ là một nguyên anh kỳ. Mặc dù phân ra đĩa hồn nhiều hơn nữa, nhưng khi thọ nguyên đến, hắn cũng sẽ chung quy khó thoát khỏi cái chết." Lão giả đạo bào cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Huống hồ đĩa hồn cùng với chủ hồn có liên hệ với nhau, bản thân số lượng có hạn, tạm thời thì không đề cập tới. Một khi chôn vào thần hồn bên trong của người khác, liền không có cách nào tách ra một lần nữa. Giả lại một khi ký chủ chết đi thì đĩa hồn cũng sẽ theo đó tuẩn tán, tu vi tự thân của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Ngoài ra, trong lúc chúng ta dày giết nằm đó, chúng ta cũng có phát hiện đĩa hồn muốn một lần nữa khôi phục tu vi của chủ hồn
thì cần ít nhất là 10 năm. Mà trong lúc này, chỉ cần sớm nắm giữ một con đĩa hồn, cũng có thể thông qua bí pháp sẽ tập trung được vị trí của những con đĩa hồn khác. Chỉ có điều bí pháp thi triển cần tiêu hao đĩa hồn. Giả lại, một khi thi triển sẽ bị nó phát hiện, bởi vậy hiệu quả về bất thập phần thấp, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lão giả đào bạo vẻ mặt đáng tiếc nói. Lão vừa dứt lời thì nữ đồng áo đỏ lúc nãy đi ra, đã quay lại. Bất quá lần này thần sắc của nàng lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thoáng qua Viên Minh, mở miệng nói: Lực sư Quỳnh đã tìm được vị trí của phản đồ kia rồi. Nghe vậy, lão giả đạo bào trầm mặt một lát, trên mặt càng thêm bi thương, sau đó liền sâu kín thở dài nói: Nhiều năm trôi qua như vậy, không nghĩ tới sư đệ hắn cư nhiên còn chấp mời bất ngộ. Cũng được, năm đó phạm phải sai lầm, cũng đã đến lúc ta tự mình chấm dứt. Vừa dứt lời, Viên Minh liền đột nhiên nghe được một tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tay vang lên ở trong đại điện. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy mình mặc dù còn ở trong đại điện sư tổ, nhưng mà bố trí cái tòa đại điện lại có một chút biến hóa không nhỏ. Mà lão giả đạo bào cùng với nữ đồng áo đỏ lại đều đột nhiên biến mất, thay vào đó là một già hai trẻ, ba gã tu sĩ Triều Thiên Tông với khuôn mặt xa lạ. Nói là xa lạ, nhưng mà sau khi Viên Minh cẩn thận quan sát lại một lát, lại phát hiện dung mạo và ngũ quan của hai tu sĩ trẻ tuổi kia mơ hồ cùng lão giả đạo bào và vị sư đệ kia có vài phần tương tự. Nghịch đồ, người có biết những gì người đã làm không? Cả ba tòa thành trì, gần 10 vạn tính mạng sinh dân, trong mắt của người chẳng lẽ không đáng một đồng sao chứ? Một lão giả để râu dài rít gào, dùng sức vỗ vào cái bàn dài trên cạnh, chấn động đến chén trà ở trên bàn cũng đều ngã xuống. Đã kết thúc tập 145 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 146 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nha.